Trời ơi, khi nào có món ngon nhở? Ồ, Hubba Bubba. Ôi, tôi có cái nhỏ nhất. Tớ thì có một cái lớn hơn. Tớ còn cái to hơn nữa. Kiểu cao su các bạn trông rất nhỏ so với cái của mình. Ồ, Hubba Bubba ngon thế. Jill, bạn có cái bé nhất, bắt đầu đi. Thôi, thôi được rồi. Kéo cao su của tớ bé, nhưng rất là ngon. Tất cả đều rất ngon. Tớ nghĩ rằng tớ có thể ăn hua hu bao của mình cả đời được. Như này ngon hơn và nhanh hơn. Ôi, chuyện nhỏ. Ôi, ôi khó thở quá, cứu, cứu. Này, y nhiên bạn nhìn bạn nhổ vào đâu đi chứ. Tớ nghĩ cổ họng của tớ đã bị kẹt vào kéo cao su rồi. Mary, bây giờ đến lượt bạn. Tất nhiên rồi. Tuyệt vời, tớ có rất nhiều kẹo cao su. Chúng đủ cho tớ cả đời. Ngon quá. Hình như bạn sẽ ăn hết bây giờ luôn đó. Đúng, nó đã xảy ra như vậy đó. Nhưng không phải lỗi của tớ vì nó quá ngon. Hãy nhìn xem, bây giờ sẽ có một tuyệt phẩm. Bong bóng khổng lồ. Nó kéo bạn lên cả bầu trời kìa. Tạm biệt. Nhìn này, tớ bay cao đến nỗi những con quạ đang bay ngang qua tớ. Tớ đang ở trên đỉnh cao của một con chim. À, con chim làm thiệt tớ rồi. Ôi, sẽ đau đấy. Tớ đang bay. Wow, thật là thú vị. Andy, đến lượt bạn đấy. Tốt. Ôi, thật tuyệt. Đây là cuộn kéo cao su lớn nhất mà tớ từng nhìn thấy. Lớn nhất và chắc chắn là ngon nhất. Trông rất là ngon. Ôi, trông ngon thật đấy. Nói trông lớn, nhưng tớ đã giải quyết này trong vài giây. Bây giờ sẽ có một bong bóng, hãy nhìn đi. Ồ, to thế. À, cuối cùng những bong bóng này không được chắc chắn cho lắm. Quá tuyệt vời, giống như vừa đi trượt cảm giác mạnh vậy. Tôi có kéo dẻo hình cái mắt của các cậu lớn hơn nhiều. Thật là không công bằng. Mà với tớ mọi thứ đều rất công bằng. Đồng ý, đặc biệt là với tớ, bởi vì đôi mắt này rất to. Mọi người đứng lại. Con mắt của tớ nhỏ nhất nên tớ sẽ ăn trước. Tớ có một cái dĩa đặc biệt. Chết rồi, trơn quá. Bây giờ hãy cố gắng bắt lấy nó. Ồ, hóa ra cực kỳ dễ. Con mắt mặc dù nhỏ nhưng rất ngon. Vừa mứt ngon như vậy bên trong, thật đáng tiếc chỉ có một. Jill, bây giờ đến lượt bạn. Ok, mình đang đói quá. Mắt của tớ to hơn, vì vậy không chỉ cần cái dĩa mà còn cần dao nữa. Như này nó sẽ tiện ăn hơn. Như tớ đã dự định, nó rất là kỳ diệu. Tớ cũng nhớ hương vị đó. Không biết dừng lại bằng cách nào. Nó ngon đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời. Vâng, tốc độ rất ấn tượng. Không có cách nào khác để ăn một món ngon như vậy. Ôi, xin lỗi. Ôi, thật là hôi thối. Lần sau bạn nên quay mặt đi nhá. Tin tốt,
Bây giờ đến lượt tớ rồi, nhưng tớ chắc chắn cần một cái dĩa lớn. Có vẻ như cái này nặng quá. Vâng, nó là vấn đề. Phải giữ được cái dĩa lớn như vậy, tớ cần bột mì. Nó sẽ không làm cho tay của tớ bị trơn nữa. Các bạn thấy thế nào? Có vẻ như có một vị khách không mời đang bay tới chỗ bạn. Cẩn thận. Ôi, có vẻ như tớ không thể chịu đựng được nữa rồi. Ôi, thật là một con ruồi nặng. Nhưng mà nhờ nó bây giờ mình có thể ăn rồi. Này, đừng có nghĩ đến chuyện đấy nhá. Tớ không cần diễn nữa, tớ cũng ăn được. Bạn đã đúng, nó cực kỳ ngon. Chưa bao giờ tớ được ăn thử bất cứ cái gì ngon hơn. Bạn thấy chưa, tớ gần như ăn hết cái mắt này rồi. Ừ, chúng tớ thấy rồi, tất cả các mức cam đang bay về phía chúng tớ. Tớ không thể, ngon đến mức không thể nghĩ đến việc gọn gàng được. Tớ chưa bao giờ thấy kem bé như thế này. Ô, còn tớ may mắn hơn. Bạn, tớ mới là người may mắn nhất. Ôi, nhìn cả núi kem này. Rất nhiều và chắc chắn rất ngon. Tớ cũng muốn. Bạn còn chờ gì nữa? Thế lượt bạn rồi đấy. Còn chờ gì nữa? Cái kem của tớ rất nhỏ nên sẽ kết thúc nhanh thôi. Tất nhiên rồi, đây nhìn đi. Thấy chưa? Ồ, thật vậy, nó đã thành công. Tớ chỉ cần lau mũi một chút thôi. Ôi, hết kem rồi, chỉ còn lại cái ốc quế. Tớ ăn hết rồi, bây giờ đến lượt Jill. Jill nào. Tớ không muốn chơi với cái kem của mình. Tớ chỉ muốn ăn nó càng sớm càng tốt. Ôi, ngon thế. Ôi, cậu ấy háo ăn thật đấy. Ừ, ngon. Nhưng tại sao lại tối vậy? Khi nào bạn ấy mới hiểu nhờ? Kem dính vào mắt kính rồi. Điều này rõ ràng là không tốt, tôi cần kính khác. Ồ, mình lại nhìn thấy rồi. Ồ, vẫn có thể ăn kem tiếp mà. Ăn cùng với ốc quế. Ồ, thật là tuyệt. Bây giờ đến lượt cậu. Ôi, cuối cùng thì tôi đã mơ ước được thưởng thức được món này. Tôi có thể làm bất cứ điều gì với những viên này. Tôi có thể bóp chúng trong tay. Nhưng tôi có thể ăn tất cả. Ôi, kem ngon. Nhưng quá nhiều, tớ đóng băng mất rồi. Cậu xanh hết rồi. Có lẽ như vậy là đủ. Không, tớ phải ăn hết chỗ kem này. Nhưng bạn đóng băng mất rồi. Không, sao. Wow, bạn ấy thực sự rất lạnh. Chúng ta cần cứu bạn ấy. Đồng ý. Chúng ta cần làm ở Mandy lên. Cứu, làm ơn. Tớ không có cảm giác gì nữa. Đừng lo, bạn gần như được cứu rồi. Cảm ơn rất nhiều. Kem rất ngon, nhưng quá lạnh. Nhóm đã có mặt và đang chật vật để bắt đầu. Size M for Charlie. Mary có S và XXL cho anh chàng Andy của chúng ta. Thật sự tôi lại nhận được ít hơn những người khác ư? Wow.
Andy, bạn là người may mắn nhất từ trước đến nay. Ớt ư, được rồi. Oh, siêu cay. Điều tốt là phần của tôi rất nhỏ. Tốt hơn rồi. Hãy xem hai bạn xử lý vấn đề của mình thế nào. Nào Lily, bạn có thể làm được như vậy. Nào, vài miếng nữa. Ôi, bỏng quá. Tôi biết, đợi đấy. Mình cần uống nước ngay. Ồ không, tôi vẫn cảm thấy nó như có than trong miệng vậy. Làm sao giờ? Làm thế nào tôi có thể ăn cái này đây? Có lẽ nếu tôi ăn nhanh tôi sẽ không nhận ra. Không, không phải là một ý kiến hay. Tôi không thể cảm thấy lưỡi của mình. Nước đâu? Nước đâu? À đúng rồi, một ngụm lớn nữa. Andy, bạn thực sự để mất nó ở trong giây lát đấy. Vâng, điều đó là buồn cười. Nước đâu? Ba, hai, một, bắt đầu. Oh, các kích thước đã được phân phối. Vâng, cuối cùng Andy đã yên tâm với phần nhỏ. Và tôi trúng độc đắc. Tôi thật sự vui. Cái quái gì vậy? Đây không phải là ngày của tôi rồi. Vậy thì cưng ơi, lại đây. Quá sức tốt. Tôi đang ở trên 9 tầng mây. Giữ ý nghĩ đó lại đi. Làm thế nào để tôi thêm một chút bất ngờ cho đồ ngọt của bạn? Một cho Lily. Nhiều kẹo thật. Chocolate và cuộc sống. Và cho cả Mary nữa. Ồ, chuyện gì đang xảy ra? Cái này đắng thật. Điều này thật không thể chịu nổi. Đắng quá. Nó trở nên tệ rồi. Đừng chạm vào chúng, chúng là chất độc đấy. Tôi sẽ mạo hiểm, cảm ơn. Đi cùng Minnie cho Lily, Maxi cho Andy và một nơi nào đó ở giữa cho tôi. Thật may mắn đúng không Andy? Vâng, và tôi sẽ chết đói ở đây. Tôi sẽ nhồi thật nhiều. Ai đang phàn nàn đấy? Tôi không ướp gì ngoài xương. Dream và rất thích hợp. Ngon tuyệt. Tấn công nào. Con thú bên trong của Andy đã xuất hiện rồi. Vâng, thịt. À, cái quái gì vậy? Anh ta đang làm tôi sợ đấy. Tôi vô cùng kinh hãi đây này. Các cô gái, tôi thật sự là quá no. Thể thật tế Andy, bạn phải hoàn thành tất cả. Bản năng săn mồi của tôi đang mất dần. Vậy đó, tôi sẽ biến thành một động vật ăn cỏ.
mỡ nhé. Tôi không nghĩ mình sẽ ăn thịt nữa, ít nhất là hôm nay. Tôi nghĩ rằng bạn đã hoàn toàn biến thành một con vật đấy Andy. Trên quan điểm của bạn, chuẩn bị, bắt đầu. Hoặc giống như là vừa nhỏ và lớn. Vâng, một lần nữa, tôi đang ở trên đỉnh. Tất cả những gì tốt nhất và lớn nhất là của tôi. Andy, tôi nghĩ người chiến thắng thật sự là tôi. Nhưng bạn thích muối ô liu của bạn, ok. Tôi sẽ ăn thật là nhanh, thậm chí tôi sẽ không nếm chúng nó. Không, tôi đã làm. Rõ ràng là ô liu sang không ngon lắm. Được thôi. Tôi có kế hoạch đấy. Lily đang xem xét ăn một cái đĩa. Vâng, Marie đã đúng, điều này không dành cho tôi. Khi nào thì chuyện này sẽ kết thúc? Và một cái nữa. Phần của tôi cảm thấy không bao giờ nó sẽ kết thúc. À, tôi thấy điều đó. Bây giờ tôi nhận được vấn đề. Đây, một món quà cho bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ thích Andy. Khó đấy, nhưng bạn phải trả giá cho hành động của mình. Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu. Ôi trời, bây giờ còn nhiều hơn những gì tôi bắt đầu. Tại sao tôi lại chơi khăm mọi người nhỉ? Nhai, nhai, nhai. Nhiều hơn nữa. Một vòng cuối hoành tráng đang đến với chúng ta. Andy đang xem xét đĩa nhỏ, lớn cho Mary và trung bình cho Lily. Trận chiến của những chiếc bụng vẫn tiếp tục. Ôi trời, tôi thích nhai kẹo cao su, nhưng tôi có quá ít nên tôi không biết. Chà, tôi không thật sự muốn của tôi. Đây này. Cảm ơn Lily. Không có vấn đề gì. Giống như vậy sẽ tốt hơn đấy. Bạn biết không Andy, tôi cũng muốn bạn có của tôi. Thật chứ? Vâng, tôi thật sự thích nó. Các cô gái cảm ơn rất nhiều. Đây là một kết thúc tuyệt vời. Xem này các bạn. Mary, bạn sẵn sàng chưa? Lily, tôi đã sẵn sàng rồi. Bây giờ nhanh chóng nào. Thật tuyệt vời. Andy, nếu bạn nhìn thấy khuôn mặt của mình. Tôi quên mất rằng tôi phải luôn đề phòng hai bạn. Give me. Nào các cô gái. Đồ ngọt của chúng ta đâu rồi? Nó dường như đang bay. Chỉ có vậy thôi sao? Một cái mắt nhỏ xíu. Nhưng vẫn là chưa tất cả. Cô bạn có cái nhỏ, còn của tớ đã lớn hơn nhiều. Đây chỉ là sự may mắn thôi. Đúng vậy, tớ là người may mắn nhất cho chúng ta. Hãy xem con mắt khổng lồ này đã rơi vào tay tớ. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cái gì to hơn chưa? Chưa, vì vậy tớ thực sự muốn thử nó. Nhưng bạn không thể, bạn chỉ được ăn đồ của bạn thôi. Ồ, nó nhỏ đến mức mà tớ có thể ăn nó với một miếng. Hay là một miếng ném. Như này này. Bây giờ bạn không có cả nhỏ nữa. Của tớ thì nhìn này rất là lớn. Bạn có thích cái này không? Cho tớ cắm một miếng đi. Đừng có mơ, không đời nào, tớ sẽ tượn hết. Ôi, thật là ngon. Nếu bạn thấy ngon hay cho tớ với. Không, không được đụng vào. Tớ chịu thử thôi mà. Không, nó là của tớ. Của tớ.
À, đáng đời, bây giờ hãy nằm ở đấy và tớ sẽ ăn. Không, trả lại mắt cho tớ. Cái này của tớ. Ôi, mình đang dừng lại đâu nhỉ? Không, nên cắn từ đầu khác. Thôi, nghe này Kate, bạn có thể chia sẻ với tớ được không? Biến đi. Không ai chia sẻ với bạn đâu, bạn đã ăn đủ rồi. Chính xác. Hơn nữa, tớ không cần sự trợ giúp của bạn để ăn cái mắt của tớ đâu. Tớ thử cắn từng miếng nhỏ nào. Thế nào rồi? Bạn cần sự trợ giúp đấy. Trời ơi, đấy, bạn không chia sẻ mắt với tớ, bây giờ bạn cần sự giúp đỡ. Hoan hô, tớ nhìn được rồi. Nhìn này, nó bay trở lại. Ôi, tớ có những người bạn thật là tốt. Họ đã cứu tớ, lại còn để lên mắt cho mình chứ. Ôi không, ớt là không hay chút nào. Tớ thì nói sẽ khủng khiếp. Các bạn nói thì dễ, quả ớt của tớ khổng lồ thế này. Tớ phải làm gì với nó bây giờ? Nó to quá. Được rồi, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Xin đi bắt đầu đi. Ừ, tớ sẽ ăn nó ngay bây giờ. Nhìn này, một cách dễ dàng và không cay một chút nào. Gần như không cay. Không cay. Cay quá, cay quá, cho tớ ngụm nước. Ôi, thật may mắn khi có nước ở gần. Cố lên lên đi. Bây giờ là bạn. Tớ, nhưng tớ rất sợ. Nào, bạn là đàn ông mà. Chán chờ rồi. Ôi, có vẻ như bây giờ tớ cảm thấy rất tệ. À, tớ đang cháy, cứu tớ với. Chúng tớ đây, lính cứu hỏa Cindy và Kate. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Nếu không có các bạn, tớ chắc chắn sẽ bị cháy. Sao Kate? Bây giờ tớ lượt bạn đấy. Ăn đi. Tớ không có thời gian, tớ phải đi đây. Dừng lại, bạn không được đi đâu hết cả. Phải ăn hết chỗ này đi đã. Thôi được rồi, tớ sẽ thử. Không tệ lắm. Sao rồi? Không, bây giờ bạn phải ăn nó toàn bộ. Các bạn đang làm gì vậy? Chúng tớ đang nhét ớt vào bạn. Bạn phải ăn nó chứ. Tớ đang nghĩ chúng ta là bạn. Chúng ta là bạn mà. Và đến lúc bạn của bạn phải tự cứu lấy mình. Bởi vì bây giờ sắp có hỏa hoạn rồi. Cháy. Tớ đang bị cháy ở đây. Tớ cảm thấy nó cay như thế nào. Giúp. Tạm biệt Kate. Gửi ảnh từ không gian cho chúng tớ nhá. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đợi bạn ấy lâu đấy. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái gì đó ngon. Và tớ có một cái gì to to. Nói ít thôi, làm nhiều đi. Đó là tất cả sao? Chưa có một cái bánh nhỏ vậy sao? Ai đó dường như không may mắn rồi. Nói ít làm nhiều đi. Tớ rất thích ăn bánh mì kẹp thịt. Nhưng tớ muốn nhiều hơn nữa. Có vẻ như của tớ sẽ có nhiều nhất. Tớ cá cược với các bạn hết đấy. Như tớ đã nói, tuyệt vời. Gì? Tớ không công bằng. Đơn giản nó phải là của tớ. Đừng hét. Tốt hơn bạn nên xem tớ ăn đi. Vì tớ là một cô gái gọn gàng nên khăn ăn chắc chắn sẽ không thừa. Tớ cũng cần một cái dĩa và một con dao để cắt chiếc bánh mì này ra. Trời ơi, không thấy rằng bạn đang cắt cái gì. Đây, nhìn này. Một cô gái thanh lịch đang cắt một chiếc bánh mì kẹp thịt. Các bạn không hiểu bất cứ điều gì quan trọng về văn hóa cả. Ngon thật đấy. Bây giờ, lau miệng nữa là xong.
Bây giờ đấy là các bạn đấy. Không phải của bạn mà là của tớ. Tớ đói quá, vì vậy tớ sẽ ăn bánh chiếc cặp thịt này càng nhanh càng tốt. Tớ sẽ cho hết vào mồm. Ngon quá. Ôi, chắc chắn bạn không biết cách lịch sự gì cả. Ai quan tâm đến cách cư xử khi bạn chỉ có một món ngon như vậy trước mặt. Thật đáng tiếc rằng nó rất nhỏ. Ừ, tội nghiệp thật đấy. Bánh burger của tớ thực sự là ấn tượng. Nó nặng đến mức tớ không thể nhấc nó lên được. Đành phải ăn thế này thôi. Hay để tớ ăn cho. Bỏ ra, tất cả là của tớ. Không có sự trợ giúp của bạn, tớ không có thể ăn được nó. Ví dụ sử dụng một con dao và một cái dĩa. Nhưng hình như nó nhỏ quá. Không sao, tớ có một con dao lớn. Trời ạ, tại sao lại không vượt nhở? Vậy đã, đến lúc dùng máy cưa rồi. Trời ơi, đừng cắt chúng tớ. Tớ không cần các bạn đâu, tớ cần bánh mì kẹp thịt của tớ. Xong rồi. Hãy xem vẻ đẹp này đi. Bây giờ tiện nó ăn hơn rất nhiều. Và điều chính là ngay cả bàn tay cũng không bị bẩn. Ôi, bây giờ bạn có thể chia sẻ với chúng tớ chứ. Đừng có mơ, không bao giờ đâu. Trời ơi, bạn tham thật đấy. Tớ không tham, tớ chỉ đói thôi. Cẩn thận đấy, tớ vẫn theo dõi các bạn. Không, thực sự ích kỷ. Tớ không quan tâm bạn gọi tớ là gì. Nhìn xem bụng bạn đã phồng lên rồi kìa. Bạn không thấy xấu hổ sao? Cái gì? Bụng của tớ? Trời ơi, làm gì bây giờ? Cần phải đi tập gym ngay lập tức. Trời ơi, một gói khoai tây chiên nhỏ tí. Của tớ cũng không nhiều hơn đâu. Ok. Ừ, các bạn không may mắn thôi. Khoai tây của tớ là khổng lồ, đủ cho cả một đội quân. Cuối cùng, Kết lại là người xui xẻo nhất. Để tớ yên đi, tớ có ít hơn nhưng chắc chắn sẽ ngon hơn. Trước khi ăn, cần phải nghiên cứu kỹ hình thức bên ngoài của nó. Khoai tây chiên tuy nhỏ nhưng vẫn có thể ăn được bằng nhíp. Ôi, khoai tây rất là ngon. Tiếc là tớ không còn cái gì nữa. Ôi, ít thật đấy. Nhưng của tớ thì có. Có lẽ bạn sẽ chia sẻ với bạn thân của mình chứ. Tớ? Không, tớ sẽ không cho ai ăn đồ của tớ đâu. Bạn không muốn chia sẻ sao? Không sao, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Tớ có một ý tưởng. Tớ nghĩ rằng bạn chắc chắn sẽ thích khoai tây với tương cà. Nghe nè Andy, tớ cho cậu thêm chút cà chua nhé. Được rồi. Bạn sẽ không hối tiếc đâu, ăn đi. Hãy xem bạn có thích món khoai tây chiên với Tabasco không nhé. Ăn đi, ăn đi. Tất cả đều ổn. Ôi ngon thật đấy. Có gì đó không ổn. Tại sao lại cay vậy? Có vẻ như bạn ấy không ổn thật. Bạn ấy sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ ở đây mất. Chúng ta cần nước, càng nhiều nước càng tốt. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Nếu không có bạn, tớ chắc chắn sẽ bị cháy mất rồi. Ôi. Trời ơi, khoai tây của tớ. Tớ ăn cái gì bây giờ? Tớ đã cứu mạng bạn. Bạn vẫn còn nghĩ đến được ăn sao? Đừng tranh luận nữa. Tớ đơn hãy xem tớ ăn khoai tây chiên này. Ừ, có những lát rất lớn. Bạn không thể ăn được nhiều hơn một cái. Vui lòng chờ đợi một chút. Tớ cần một cái này. Lấy nó đi. Còn chúng tớ sẽ thử khoai tây của bạn trong lúc đó. Đừng có động vào. Đây là khoai tây của tớ. Tớ cần phải cắt nhỏ nó ra. Càng nhỏ càng tốt. Bạn đang làm gì vậy? Làm gì? Làm khoai tây chiên chứ còn gì nữa. Ồ, tớ làm được rồi này. Một vẻ đẹp tuyệt vời. Nhiều khoai tây như thế này. Và rất là ngon nữa chứ. Chúng tôi cũng muốn.
Tớ đã nhắc về đồ ăn của tớ rồi. Có vẻ như đến lúc quay lại phương pháp thí nghiệm rồi. Tabasco chắc chắn sẽ không làm tổn thương bạn ấy. Đổ thẳng lên mặt đi, cho bạn ấy đau khổ. Bạn đang làm gì vậy? Ôi, nóng mặt thế này. Trời ơi. Chạy đi, trong thời gian đó chúng tôi sẽ xử lý đống khoai tây của bạn.